Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 24 tháng 3, bộ phận không khí lạnh suy yếu dần tạo điều kiện cho áp cao cận nhiệt đới phát triển trở lại. Khu vực tỉnh tiếp tục duy trì thời gian nắng hơn 11 tiếng một ngày. Thời điểm cường độ nắng mạnh nhất vẫn vào thời gian từ 11 giờ đến ngày. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, có nơi mức nhiệt có khả năng lên đến 34 độ. Về đêm và sáng sớm, nền nhiệt thấp và tiết trời mát mẻ, mức nhiệt thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc sét và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 78 đến 83%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 80 đến 85%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, trên biển gió nhẹ, biển bình thường. Tại Vũng Tàu ngày 25 tháng 3 năm 2022, mực nước cao nhất 358 cm xuất hiện lúc 18 giờ 20 phút, thấp nhất 133 cm xuất hiện lúc 0 giờ 5 phút.